Rồi, xin chào anh em. Bên em có về nước rửa máy, lốc máy đồ anh em nha. Máy cưa, máy cọ, súc bình xăng con, nói chung là các thứ anh em đều rửa được hết. Một chai như vậy là nửa lít anh em nha. Hàng này là hàng đặc, nói chung là hàng này xài đặc lắm nha anh em, chứ nó không có phải lỏng nha. Giá của nó là 69.000 một chai, bên em ship từ hai chai, anh em mua về dùng thử nha. Nó có hạn sử dụng rồi đàng hoàng luôn ha. Hôm qua giờ em bán được mười mấy 20 chai anh em đó, em test thử xài cũng rất là ngon nha. Đúng hàng này là nó rất là đặc anh em nhé. Có nhiều chai mua ba mấy 40 ngày về nó lỏng lắm, còn này em bán 69.000 một chai ha. Em ship từ hai chai để về cho anh em dùng thử. Anh em thấy đặc quá thì anh em pha nước nha, pha nước vào, pha thêm một chút nước vào để rửa máy ha. Đó. Rồi này là em ship từ hai chai ha anh em ha, rửa lốc máy luôn, dùng là xài ngon anh em nha. Giá của nó là 69.000 một chai. Hôm qua có đăng cái clip á mà chia giá ra nó lộn rồi đây, em báo tới 90.000 nữa, nó rất là cao cho nên là không phải cái giá đó. Lấy về cái số lượng nhiều anh em cho nên là chia ra cái giá thì nó cũng ổn định thôi đó. Rồi anh em nào mua thì liên hệ với em nha, để em bán cho anh em nha. Về được con Zubin 45 nữa anh em ạ. À. Zubin 45. Con này hai nòng nha, hai động cơ. Mà hiện tại nó đang thiếu một cái mão bên đây, với lại một cái nắp boe ngoài đây nữa. Cái này thì mua thì không có rồi. Cái này thì để em phải làm cái miếng nhựa ha, làm theo mẫu của nó nè, cho nó đẹp như vậy đó, để xài, để lắp vào cho nó đẹp đó. Ở đây nào có nhu cầu mua thì liên hệ Rubin 45 anh em nhé. 45 hai máy nha, mỗi bên là 33 ly đó. Rồi em có cục Maru nữa nè, Maru này Maru 23 anh em nhé. Con này em bao hơi bao lửa cho anh em nha, máy này mới bãi. Làm nổ luôn là 850 ha anh em ha. Còn chưa làm nổ em bán cục này 700. Maru 23 của Nhật nha. Đó, trợ lực luôn nha anh em. Trợ lực luôn. Dây giờ cũng đẹp lắm mà hình thức nó ở ngoài nó hơi cũ tí ha. Về dọn rửa lại, vệ sinh lại là xài. 700 ha, còn dọn nổ em bán 850 nha. Maru 23. Có còn 5200 anh em nha, 5200 tàu Trung Quốc xuất Nhật ha. Con này đầu không thôi anh em. Đầu không. Này liên lạc đủ đồ nha, đẹp lắm. Lót rồi sáng, nồng sáng chân rồi. Anh em thấy không? Nồng trắng đẹp. Con này em bao hơi bao lửa cho anh em nha. 800k bao ship được cho anh em. Con này trợ lực luôn nha. Anh em nhìn dị vật nè. Đó, dị vật trắng đẹp ha. Hơi ngon lắm nha. 800 con này anh em nha. 800 bao ship con này. Đó. Rồi cây lam, cây lam này là lam đâm bầu ha, phần Latin là còn đẹp luôn, cực kỳ đẹp, đẹp anh em nha. Lam này dài 2 4, lam này dài 60 anh em nha. Chân ốc 6 ly ha, chân 6 ly nha. Đó, tổng dài 60. Đó, cây này em bán 500k anh em nhé, 500k cho cái cây lam này. Đó, làm dài 60 nha. Latin thì quá đẹp anh em. Cái đường nước Latin thì cũng quá đẹp rồi ha. Rồi. Tiếp theo cây cần. Cây cần này thì em bán 450 nha. Cần này anh em nhìn nè. Cần này vip tôm nhỏ nha. Đó. Cần ha, tay lái đầy đủ. Tay lái đầy đủ nha. Anh em nhìn bốn ốc và ươm nha. Đó. Đây. Này cặn cỏ nó có bể ở đây xíu nè ha. Rồi đầu bò, đầu bò lăn êm, lăn êm nha, lăn êm hết, êm lắm đó. Đầu bò đẹp nha, xin hết anh em nha. Rồi cây cần này là 450 đó. Rồi anh em nào mua gì thì liên hệ với em nha. Rồi bye bye anh em.